Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của Sáng tạo Olympus. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách để chúng ta tạo được một cái pattern này, sử dụng pattern và một số lưu ý khi các bạn áp dụng cái pattern và gửi cho nhà in nhé. Một cái ví dụ rất là đơn giản, các bạn hãy vẽ cho mình một cái hình tròn này, dùng công cụ A này, select direction, các bạn chọn một cái điểm trên, các bạn delete đi giúp mình. Với cái hình vòng cung này, các bạn hãy chọn cho mình kiểu là này đi, cho nhỏ xuống một chút. An và lăn bi con chuột thì nó sẽ tự động cho to nhỏ nhé. Ấn An này, kéo cái này xuống này, giữ shift để kéo thẳng hàng nhé. Sau đấy là shift tiếp tục này. Đây, để chúng ta sẽ quay. Bạn muốn cái stroke này nó tăng hơn thì các bạn tăng kích thước của nó lên. Ok. Sau đó là Ctrl C, Ctrl F, xoay ngang ra. Giả sử mình sẽ lấy cái hình này nhé. Chúng ta sẽ sử dụng cái hình này. Các bạn vào Object, Pattern, Make, ấn OK nhá. Mình sẽ thu nhỏ xuống, An và lăn bi con chuột theo về cái hướng người các bạn ạ. Cái phần name này thì các bạn hãy đặt tên cho nó nhé. Mình sẽ đặt tên là mẫu 1 chẳng hạn. Sau đó là cái phần type thì các bạn hãy chọn cho mình là Brush hay là Brick to Row hay là Brick to Column. Các bạn có thể là click vào để xem được cái kết quả. Giả sử như các bạn chọn Brick by Row chẳng hạn, thì các bạn hãy nhìn đây, mình đặt cái Brick Offset là bằng 1/2, thì có nghĩa là nó sẽ lệch sang bên trái và bên phải là bằng 1/2 cái đối tượng ban đầu của chúng ta khi tạo pattern này. Giả sử như bạn không muốn là 1/2 mà các bạn muốn là 1/4 thôi chẳng hạn, thì nó sẽ có xích lại với nhau. Tất cả những cái thông số này thì các bạn có thể điều chỉnh được nhá. Các bạn có thể chọn sang là Brick by Column. Đây, by columns thì nó sẽ lệch là theo trục OI, theo cột đó các bạn. Thông số vẫn như vậy, cái phần offset thì các bạn vẫn chọn những cái thông số phù hợp. Và các bạn nhớ là các bạn hãy click vào cái show tile add lên, thì chúng ta sẽ nhìn được cái object đầu tiên mà chúng ta đang làm ạ. Nó vị trí nào, nó tất nhiên là nó sẽ là vị trí giữa trung tâm rồi. Nếu như các bạn muốn cái khoảng cách của hàng ngang và hàng dọc nó sát nhau hơn thì các bạn hãy giảm cái pixel này xuống. Đây, ví dụ mình sẽ lấy ví dụ nhá. Mình sẽ mở cái khóa này ra này. Các bạn ấn cái mũi tên chỉ xuống dưới cái bàn phím của các bạn ạ. Các bạn nhìn này, nó sẽ lùi vào đồng đều nhau cả chiều ngang này, cả chiều dọc. Nếu như bạn khóa cái đường link này vào thì cái phần width nó chỉ là theo cái bề ngang thôi. Còn nếu như mà bạn mở cái khóa ra thì nó sẽ là bao gồm cả hai nhé, cả ngang và cả dọc luôn. Đây, các bạn chỉ có là cái mũi tên trên bàn phím thôi. Các bạn thấy không, có một cái object mà chúng ta sẽ tạo ra được rất là nhiều những cái pattern khác nhau. Nếu mà đến đây các bạn ưng rồi thì các bạn hãy click vào cái done này giúp mình này. Ok, là chúng ta đã xong công việc của mình rồi. Các bạn tạo xong rồi và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng nó bằng cách là các bạn hãy vẽ cho mình một cái hình, một cái hình bất kỳ, một cái shape bất kỳ. Các bạn vào swatch giúp mình này, các bạn chọn vào cái mà chúng ta vừa tạo. Bạn phải nhớ cái tên của nó nhé. Cái tên vừa nãy mình đặt cho nó là mẫu 1, các bạn hãy chọn vào cái mẫu 1 này, ấn chữ trái vào. Đó, vậy là xong rồi các bạn. Còn nếu như các bạn muốn gửi cho nhà in, vào cái phần object này, các bạn flash the chance stand giúp mình. Ok. Các bạn biết làm như vậy để làm gì không? Các bạn nhìn này, cái gốc của chúng ta nó vẫn là những cái đường stroke. Khi mà các bạn thu nhỏ nó lại, thu nhỏ nó lại, thì cái đường stroke này của chúng ta nó sẽ bị thay đổi. Nhưng mà khi bạn sản xuất á, thì cái điều đó là cái điều cấm kỵ. Cho nhỏ kích thước đi thì vẫn phải đảm bảo được cái tỷ lệ đúng của cái stroke ban đầu. Nên là các bạn bắt buộc phải vào object này, flatten đi. Chỉ có thêm một cái việc duy nhất là như vậy thôi. Và theo mình cái pattern này các bạn cũng nên áp dụng trong cái việc thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu. Ví dụ như là cái pattern này các bạn có thể cách điệu bởi một vài họa tiết trên logo để tạo ra cái nhận diện thương hiệu cho nó. Có thể là nó chỉ là một cái vài họa tiết nhỏ thôi nhưng mà mang cái tính nhận diện thương hiệu cao. Nó thể hiện được cái sự bao phủ của thương hiệu trên tất cả các cái ấn phẩm. Mình nghĩ rằng là cái công cụ thì nó vẫn là công cụ, còn cái sự sáng tạo và ứng dụng của nó như thế nào thì lại phụ thuộc vào người thiết kế. Các bạn hãy cố gắng là ứng dụng tất cả những cái gì có thể tốt nhất
để cho cái thương hiệu của mình được nổi bật, được phủ rộng, được nhiều người biết đến thì là càng tốt nha các bạn nhé. Và nếu như các bạn yêu thích những cái nội dung của bên mình thì các bạn hãy like, share và đăng ký kênh để mình sẽ có nhiều động lực ra những cái video hay hơn. Và mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại.